À, trên năm sau là bị bao lâu rồi? Chắc cũng cũng lâu rồi nhưng mà mới phát hiện đầu năm. À, đầu năm này rồi cái hiện tượng nó xảy ra. Dạ, nó đau bên mông phải. Mông. À. Đây rồi, nó trượt đây rồi. Nó bị thủng vô, nó đẩy ra ngoài đi. Thấy chưa? Này cái đốt sống nó đẩy ra ngoài này, nó lồi ra rồi nè. Rồi đi điểm rồi, đây nè. À, ok, thấy rõ rồi. Rồi bà làm sao bị vậy? Cách làm nặng. Làm cái gì? Có thế không? Cũng nhớ thôi, cũng nhớ rồi. Rồi, bây giờ là đi đứng thì sao? Sáng ngủ dậy sao? Sáng dậy là nó đau đi từng những điểm. Đi điểm như thế nào? Rồi vậy đi thử cái kiểu cà niệm nó đi cái kiểu nào đó. Ở chống về đi. À, vì đó. Thường là nó có hai cách đưa đi. Đó, rồi chồng của tới là đây. Đó, mà đi vậy là dễ chịu đúng không? Dạ, chống vậy nó dễ chịu. Rồi đi tới đây đi. Đó, rồi rất đẹp trai. Đấy, rồi nằm lại đây ngồi đây. Rồi, bây giờ cái đầu quay bên kia. À, chúng ta trước khi lên thì mình tháo đồng hồ, tháo nhẫn, tháo bóp, tháo vòng các thứ, bỏ điện thoại. Rồi, xuôi hai tay xuống. Hay, cho cái người bạn lại anh thấy bị ẩn cái mông qua bên phải nè. Dạ. Ẩn cái mông qua đây nè. Cái chân thì nó đều không có gì hết. Nhưng mà nó bị lệch ngay bên phải nè. Rồi. Rồi. Rồi thôi ngồi dậy. Đó, rồi, nằm thẳng ra. Nè. Rồi. Ok. Rồi, hít thở nhẹ nhàng, người thả lỏng ra. Đúng rồi, thả mềm ra vậy đó. Cái gì vậy? Trời ơi. Nghe sao? Nhẹ. Nghe nhẹ cái linh rồi ha? Rột. Chỉ rột rồi, nằm quay ở đây. Tại vì nó té cánh bị lấy ra rồi. Đây, cái cục đây. Nó đây rồi. Đây nè. Lối đây, thấy lồi nè. Rồi. Đúng rồi. Rồi nằm sắp đi. Quay đầu anh, quay đầu vô đây cũng nhọn vô đây. Rồi. Thẳng người ra nha, thả lỏng người ra. Rồi em ra thử coi cục ở đâu rồi. Ngồi dậy coi, trời nó đâu rồi. Mất tiêu rồi. Bây giờ đi mới là ngon nè, bây giờ mất rồi. Ok. Bây giờ đi là mất rồi. Ok rồi. Đó. Nhẹ rồi hả? Đi cũng bây giờ nhẹ nhàng rồi hả? Rồi em chạy đi đừng sợ. Chạy. Đó, ok, ngon lành. Chạy nhanh về phía này một chút ha. Hả? Chạy nhanh phía này cái. Đi nhanh nè. Ok, rồi. Quá tốt rồi. Nhưng mà còn một chút xíu bên phải. Mình nằm xuống đi.
Rồi, nằm sát đi, nằm sát. Rồi, nghiêng cái người qua bên đây chứ. Không có, qua đây, qua đây. Đó, vậy đó, rồi nghiêng qua. Đó, vậy đó, rồi đi chỉnh cho lần nữa cho hết luôn. Rồi, đây, hiểu cái này nha. Một, hai, ba. Tiếp cái nữa. Một, hai, ba. Rồi, biết vậy đi là nhẹ nhàng rồi. Ngon lành đã. Ăn tốt rồi. Ôi trời ơi. Thì quá sao? Thì luôn. Sao? Thì sao? Vậy à? Cười tươi. Bây giờ chạy mới nhắn được rồi đó. Đó, ok. Thôi xuống rồi. Rồi, con ngon lành. Rồi. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.